Báo cáo anh em đây là chim mi và hướng và cám gửi cho anh em Quảng Ngãi đây nhá. Xe chín nghĩa đây rồi. Đó, cám nước đầy đủ trong này rồi nhá. Ai biết từng cước đây? À, trong đấy anh nhá. Rồi, gửi mãi rồi mà, anh liệu là gì này. Ok anh, đây mình đang đứng ở bến nước ngầm. Cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ kênh Chim Cảnh Đất Việt. Chào tất cả các anh em.